Xin chào tất cả anh chị, hiện nay thì em đã đang đứng tại khu công nghiệp Amata Sông Khoai, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ạ. Như anh chị có thể thấy, cách đây khoảng 1-2 tháng thì em đã đi đây thì nhà máy chưa mọc lên nhiều như này đâu, chỉ có hạ tầng người ta đang san lấp thôi. Mà bây giờ sau một vài tháng ngắn ngủi thì đã triển khai rất là mạnh ở đây ạ. Như anh chị có thể thấy ạ, nhà máy mọc lên rất là nhiều và đang tiếp tục triển khai. Thì khu công nghiệp Amata với quy mô là hơn 716 hecta đang triển khai rầm rộ anh chị ạ. Ở đây mỗi giờ làm việc thì sẽ có 20 xe 4-5 chỗ để đưa đón công nhân từ Hạ Long rồi từ Hải Dương về Hải Dương và Bắc Ninh về đây làm việc ạ. Anh chị có thể thấy triển khai rất là mạnh Amata Sông Khoai. Công nhân, những chuyên gia, những kỹ sư Nhật Bản, Hàn Quốc về đây làm việc, Thái Lan về đây làm việc. Đấy ạ. Những cái nhu cầu về sinh hoạt, nhà nghỉ, nhà trọ cho thuê, nhu cầu mua bán sẽ rất là phát triển trong vòng thời gian ngắn tới đây thôi. Anh chị cứ hình dung là những khu nghiệp của Bắc Ninh, Bắc Giang hay Thái Nguyên ạ, sẽ phát triển rất là mạnh mẽ về cuộc sống cũng như là về kinh tế và về bất động sản ạ, tăng rất là mạnh. Hiện tại sẽ để anh chị là tham quan toàn bộ cái khu công nghiệp Amata đang triển khai ạ. Những bất động sản về khu công nghiệp là những cái bất động sản mà tăng giá rất là mạnh trong những năm vừa qua. Thì nếu mà anh chị tìm những cái bất động sản mà gần ngay khu công nghiệp, sát khu công nghiệp, thì đấy là những cái cơ hội mà anh chị có thể sắm cho mình trong bộ sưu tập bất động sản của mình. Và đấy là những cái cơ hội mà có thể giúp anh chị được x2, x3 tài sản và x nhiều lần tài sản trong những năm tiếp theo. Những bất động sản khu công nghiệp là những bất động sản mà luôn có giá trị lâu bền, lâu dài.